Chương trình thiện nguyện Tìm Em Trên Vạn Nẻo Đường năm 2023 được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị, vùng biên giới Việt Nam. Bằng hơi thở, nhịp đập con tim, Hội Thiện nguyện Giving Hearts đã đồng hành tham gia một chương trình tặng quà cho các trẻ em học sinh ở miền núi miền Trung Việt Nam. Đoạn đường xa hay gần đều nằm ở trái tim của mỗi người. Bằng nhiều cách khác nhau, chúng tôi đã gặp nhau như một nhân duyên trong cuộc đời. Dù ngày hay đêm, chúng tôi cũng đã nỗ lực hết mình để cho tình người mãi ấm áp. Và chúng tôi đã gặp được nhau nơi mảnh đất miền Trung yêu thương để thực hiện chương trình thiện nguyện Tìm Em Trên Vạn Nẻo Đường tại trường tiểu học và trung học cơ sở A Ngo, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị.